Hello, xin chào tất cả mọi người có khỏe không? Hôm nay thì Vinh xin gửi đến cho mọi người một cái trích đoạn mới. Một trích đoạn này Vinh vừa mới làm nhạc xong. Mà trích đoạn này nói là mới nhưng thực sự là rất nổi tiếng rồi mọi người ạ. Mà trích đoạn này thì rất là nhiều bạn, nhiều người khán giả đã comment cho Vinh rồi inbox riêng cho Vinh, kêu Vinh làm trích đoạn này đi để Vinh và mọi người hát với nhau. Trích đoạn rất là nổi tiếng nha mọi người, đón nghe là đây là trích đoạn gì nha mọi người nghe thử nha. Tôi sẽ like một đoạn cho mọi người nha. Tiếng nha mọi người, mọi người cứ comment cho Vinh, mọi người like, mọi người share, comment cho Vinh đây là trích đoạn gì nha mọi người, mọi người like share như vậy đó, thì những cái trích đoạn mà Vinh vừa up lên mạng thì sẽ báo cho mọi người biết là Vinh vừa up lên để mọi người cùng hay Vinh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vinh nhớ rồi, Vinh có xem rất là nhiều, hầu như xem hết tất cả những cái video mà mọi người hát với Vinh rồi mình up lên trên Facebook rồi YouTube để nào mình có xem, rất mình xem hết. Mình cảm thấy là mọi người rất là hát rất là hay. Mọi người cứ tham gia ủng hộ những cái game show nhỏ, những cái trò chơi nhỏ của Family Thái Vinh rồi FC Thái Vinh hay là hội nghệ sĩ Thái Vinh và Bình Tinh, thì mọi người hát, người gửi cái clip đó cho Vinh hoặc là cho cái Family để chúng ta cùng hát với nhau, chúng ta cùng giải trí trong những lúc mà rảnh rỗi nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye, bây giờ Vinh xin phép out và Vinh sẽ mid thâu làm karaoke cho mọi người hát với Vinh nha. Bye bye, xin chào tất cả mọi người.